hello mọi người, quay lại buổi sáng thời tiết không khí trong lành thì Tiền cũng sẽ review cho mọi người xem cái kem body siêu trắng bạch của Thợ Lọ Lem nha, body siêu trắng bạch của em WeSkin nha. Đây mọi người, buổi sáng thì trước thăm mỹ viện thì Tiền hay xức một lớp body để sau khi đó mình tiếp khách. Đây cái body siêu trắng mạnh để Tiền test cho mọi người xem nha, siêu trắng cực mạnh luôn, xài lên là bao trắng nha mọi người, bao trắng, khách hàng xài là 10 người là mê hết 10 người, chưa ai phản hồi feedback mà không mê hết á. Đặc biệt là khi mình sức lên là nó sẽ thấm hút cực nhanh kem body siêu trắng bên em nha. Nó rất mịn nha, kem body siêu trắng cực mịn luôn. Kem body siêu trắng cực mịn nha. Đây mọi người thấy không? Kho lên là thấy trắng liền, trắng rõ ràng luôn nha mọi người. Buổi sáng này Tiền chỉ cần sức lơ sơ một lớp thôi là mình có thể đi làm mà, hoặc là công sở hay là tất cả công việc gì mình cũng có thể là mình sức một lớp mỏng thôi là đã đẹp rồi. Kho này bị ghiền đó mọi người, nó rất là mát, nó lạnh da luôn, mát da lắm, rất đẹp da. Tiền thường xuyên kho cái này để mà đi tiếp khách rồi đó mọi người. Đó, da trắng hồng luôn nha, kem body diệp lục, giá thì giá sinh viên nha, 198 ngàn. Xài bao trắng nha mọi người, không trắng công ty trả tiền lại cho mọi người nha.